các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin cập nhật tiến độ thi công tháng 11 của dự án Vinhome Grand Park quận 9, phân khu nhà phố thấp tầng Manhattan. Manhattan là cái khu kề cận công viên nhất và có giá đắc địa nhất của phân khu. Toàn khu Vinhome Grand Park quận 9. Thì hôm nay Khoa có một tin mừng cho các anh chị và các bạn nào mà đang có ý định săn những cái căn quý hiếm của phân khu The Manhattan. Đó chính là việc chủ đầu tư Vingroup cho ra mắt căn Villa Shophouse cực kỳ đắc địa, có vị trí cực kỳ đắc địa nhất nằm trong khu Manhattan, kề cận công viên ánh sáng và có mặt đối diện với lối vào của khu vực công viên ánh sáng. Đó chính là căn Villa Shophouse D2A 62. Trước mặt các anh chị và các bạn đó chính là khu Manhattan với vị trí căn là D2A 62. Trước mắt chúng ta đó chính là lối vào trực tiếp của khu vực vào bên trong công viên ánh sáng. D2A 62 có diện tích đất là 420m² và giá trị là 92,557 tỷ. Trực diện lối vào công viên ánh sáng. Các anh chị nào có nhu cầu về căn hộ này hãy liên hệ với Khoa nhanh qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Và nếu mà có nhà ý thì chúng ta hãy book căn trước nha các anh chị. Căn Villa Shophouse này sẽ được xây dựng là một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng, đó chính là 3 sàn rưỡi. Và đó là căn gốc, căn đầu hồi. Thì những căn đầu hồi Villa Shophouse sẽ được xây dựng một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng. Đây là cái căn hiếm hoi, nằm trong những căn hiếm hoi nhất của dự án Vinhome Grand Park quận 9. Chính vì thế giá cũng khá là cao, dành cho các anh chị nào có nhu cầu thật sự. Ngoài ra chúng ta còn vài căn của phân khu Manhattan, đó chính là T445, diện tích đất là 204m², T1029, diện tích đất là 183m², V317, diện tích đất 278m². Ngoài ra còn có những căn khá là đắc địa khác. Các anh chị nào có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ sớm với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 nha các anh chị. Thì trong buổi sáng hôm qua là các đại lý đã chốt được khoảng 13 căn với giá trị là trên 400 tỷ Việt Nam. Thì đó là một con số cực kỳ khủng khiếp trong một ngày mà bán nhà phố Shophouse như thế này đó các anh chị. Và ngày càng thì chúng ta đã vơi dần đi những cái số lượng căn nhà phố Shophouse sở hữu trong công viên Vinhome Grand Park quận 9. Đây là trục chữ Y thần thánh của chúng ta, cái vị trí khá là trung tâm. Những dãy nhà phố này thì có vị trí và giá cả là sẽ là mắc nhất của toàn khu Vinhome Grand Park. Các anh chị nào đã sở hữu mà có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng lại, hãy liên hệ với Khoa qua số Zalo trên Zalo, Telegram, Viber, WhatsApp 0979 676655. Nếu mà các anh chị thích kênh Phạm Đăng Khoa Realtor thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ cập nhật tiến độ thi công thường xuyên hơn cho các anh chị. Và đặc biệt Khoa sẽ có những video clip nói cụ thể hơn về giá bán của từng căn mà chủ đầu tư đang mở bán. Và song song đó thì sẽ có thêm những video clip cập nhật tiến độ về Manhattan Glory, Origami, Masterize Centerpoint. Thì tới đây thì Khoa xin tạm ngưng.
chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.